Một anh chàng người Trung Quốc vừa có màn đe dọa người yêu cũ hết sức bá đạo, đó là cho nổ tung nhà bằng những quả bom làm từ xúc xích. Đây là câu chuyện của chàng thanh niên sống tại thị xã Nhi Phân Hà, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc sau khi chia tay người yêu. Được biết anh này đã cố liên lạc với người yêu cũ nhiều lần để mong muốn quay lại, nhưng cô gái vẫn ngó lơ. Ngày 28 tháng 11 vừa qua, sau khi bị từ chối gặp mặt nhiều lần, chàng trai đã trở nên hết sức giận dữ. Anh chàng này đe dọa bạn gái mình rằng nếu cô không gặp lại và nói chuyện với anh nữa, anh sẽ gửi bom và cho nổ tung nhà cô. Lấy giấy bọc ngoài 4 cây xúc xích, sau đó cột chúng lại cho giống một quả bom tự tạo. Chàng trai này gửi tin nhắn hẹn gặp người yêu cũ, thậm chí dọa kích nổ quả bom để chết chung với gia đình cô nếu cô từ chối gặp mặt. Quá hoảng sợ, gia đình cô gái đã lập tức gọi điện trình báo công an. Lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc và bắt được anh chàng si tình này. Điều đặc biệt hơn, khi quả bom giả được bóc tách, nhiều người không nhịn được cười khi phát hiện ra thành phần gây nổ cực kỳ bá đạo của nó. Ngay lập tức, anh chàng si tình bị bắt giam 5 ngày vì tội gây rối trật tự và gây nguy hiểm cho an ninh xã hội. Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, có rất nhiều bình luận hài hước dành cho anh chàng ngốc nghếch này. Có người còn cho rằng đây là màn đe dọa khủng bố hài hước nhất năm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.